Hello, chào các bạn sĩ tử đến với tập 12 chương trình Giải ngố môn Anh. Mỗi tập mình sẽ cùng vượt khó và giải ngố một câu từ những đề luyện thi tiếng Anh trung học phổ thông quốc gia. Một câu tuy ít nhưng các bạn sẽ dễ tiếp thu và thật sự học từ dạng câu hỏi đó. Bạn nào thích tiếng Anh cũng ở lại với tụi mình nha. Trong tập hôm nay lại là một dạng bài chọn câu cùng ý nghĩa với câu đề đã cho. Và nội dung là mệnh đề kết quả có sử dụng các từ khuếch đại. Nghe ở câu đề mình thấy được sự xuất hiện của be so complicated that. Subject the problem là vấn đề quá phức tạp đến nỗi mà. The students couldn't understand it. Học sinh không thể hiểu được nó. Ở câu A chúng ta có cấu trúc such that. Nếu so that khuếch đại tính từ thì sao such sẽ là một noun phrase bao gồm tính từ và danh từ. Để khuếch đại một cái gì đó như thế nào? Ở đây ta có là a complicated problem. Đó là một vấn đề phức tạp đến nỗi những học sinh không thể hiểu. Về ngữ nghĩa thì tạm ổn nhưng ở đây lại bị thiếu một cái tuy nhỏ nhưng quyết định loại luôn câu này. Như chúng ta biết thường sao that là một mệnh đề nhưng chỉ khi that là từ sử dụng cho mệnh đề quan hệ định nghĩa cho object thì phía sau mới không cần object nữa. Còn ở đây that đang mở ra một mệnh đề kết quả, hai subject của hai mệnh đề khác nhau nữa nên sau động từ bắt buộc phải có object và câu A đã thiếu đi object đó là it, khi đó người ta mới biết các học sinh không hiểu cái gì. Sang câu B mình có cấu trúc enough to, mang mức độ đủ để làm điều gì đó. Nhưng ở đây mình có dạng phủ định là wasn't simple enough, tức là không đủ dễ cho các học sinh hiểu nó. Trong câu này có object phía sau từ understand nè, hồi nãy thiếu bây giờ có rồi đây. Nhưng rất tiếc, đây là cấu trúc câu mà subject the problem đang được miêu tả xuyên suốt và not simple enough for students to understand là bổ ngữ cho subject. Lấy một ví dụ đơn giản hơn là the restaurant is exceptional but quite expensive. Đây là cấu trúc câu bao gồm subject, verb, subject complement. Tại sao gọi là subject complement thì do tính từ exceptional và quite expensive đang miêu tả cho subject restaurant, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nên nó copy chẳng cần một object nữa, bất kể object nào cũng dư thừa. Loại copy ha. Câu C có hình thức gần giống câu B nhưng với cấu trúc là to là quá như thế nào đó để làm gì đó. Nhưng ở đây cũng với cấu trúc là subject, verb, subject complement đúng chuẩn, không có object dư thừa, mang ý nghĩa là vấn đề đó quá phức tạp cho học sinh để hiểu được. Khá ổn. Câu D thì sao đây? Nhìn na ná giống câu A nhưng bị vướng các lỗi sai rất trầm trọng. Đầu tiên là khi sử dụng với so thì sau đó phải là tính từ cơ. Nhưng ở đây các bạn thấy là a complicated problem là cụm danh từ. Hay da. Thứ hai, đã là tính từ thì phải có subject rõ ràng để tính từ hoàn thành vai trò bổ ngữ cho chủ thể, chứ không thể nào để ít như vậy được. Phải để là problem mới phải. Cuối cùng dính luôn phốt giống câu A là thiếu object. Vì lúc này hai mệnh đề khác nhau thì cần biết hành động understand tác động lên object gì. Nếu đúng thì phải có it để đề cập lại problem. Không ngần ngại gì nữa mà chọn câu C đúng chuẩn không cần chỉnh. Như các bạn đã thấy, mình biết được các loại câu. Biết cái thành tố trong câu thực hiện chức năng gì thì sẽ dễ dàng bẻ khóa được câu hỏi. Tập 12 đến đây là hết. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng giải ngố và theo dõi chương trình vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần để ôn thi nha. Tụi mình là The Fucking English. Hẹn gặp bạn vào số giải ngố môn Anh tiếp theo nha. Bye.